Kính chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Tiếp theo đây thì hồi nãy đó cô Khanh có nói về cái chương trình mới, nó có hai cái phần chính. Như vậy thì bây giờ mời cô Trang Khanh nói rõ hơn hai cái phần đó là nó những cái chi tiết như thế nào. Cảm ơn. Dạ. Dạ thưa anh cũng như kính thưa tất cả các quý vị. Như Trang Khanh hồi nãy có nói là cái chương trình này gọi là cái chương trình cách tiếp cận các sắc dân về sức khỏe cộng đồng, hay gọi tắt là chữ REACH, được tài trợ bởi cái chương trình của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, với cái mục đích là giảm bớt các cái căn bệnh mãn tính và khuyến khích cái lối sống lành mạnh, giảm bớt cái sự chênh lệch về sức khỏe và hạn chế bớt những cái chi phí của y tế cho chính phủ cũng như là của người dân. Cái chương trình này như Trang Khanh nói hồi nãy là nó có hai cái phần chính. Phần thứ nhất là giảm bớt môi trường hút thuốc lá. Thì như quý vị cũng biết rồi, hút thuốc là một cái phong tục rất là ăn sâu đối với người Việt Nam của mình, nhất là những người đàn ông. Trang Khanh đã có rất nhiều bạn bè cũng như ngay cả người thân trong gia đình, khi hỏi là làm ơn bỏ thuốc lá đi, đừng có hút thuốc lá nữa, nó sẽ có hại cho sức khỏe, thì họ đều trả lời là chết thì chết, chứ còn bỏ thuốc thì họ không có bỏ. Đúng thế. Và còn có những người, thậm chí có những người họ còn nói đùa là tôi bỏ vợ được chứ còn tôi không có bỏ thuốc lá được. Thưa anh, thì đây là một cái vấn đề của cộng đồng Việt Nam của mình. Nói chung là khi mình hút thuốc, những cái người hút họ bệnh thì cho đành rồi, nhưng mà nó liên quan đến những người xung quanh, những người thân, những người không hút thuốc mà vì hửi những cái khói thuốc vẫn có thể bị bệnh như thường. Thì trong cái quá trình nghiên cứu của CDC thì họ tìm hiểu ra được là cái số tử vong mà về hút thuốc rất là cao, nhất là trong cộng đồng Á Châu mà người Việt Nam của mình là đứng số 1. Đúng thế. Cho nên là họ mới khuyến khích mình hãy làm việc. Và cái cách nó làm như thế nào thì thưa quý vị, mình không thể nào đi đến từng người để mà những ai mà hút thuốc có thể nói họ là xin quý vị hãy nghĩ đến những người xung quanh và bỏ hút thuốc. Cho nên mình làm việc hiện tại, cái chương trình này là sẽ làm việc với những cái trung tâm thương mại, những cái commercial plaza, những cái nơi mà có các nhà hàng, có những cái shopping center mà người đi ra vô rất là đông. Thì theo luật của California, như quý vị cũng biết từ lâu, đã cấm không cho hút thuốc ở trong nhà hàng hoặc là phía trong cái chỗ làm. Thì vì không cho hút ở trong đó, người ta là đi ra ngoài người ta hút, mà người ta ra ngay cái phía trước cửa người ta hút, thì cái sự mà giảm bớt tối thiểu cái thuốc nó cũng không có bớt được là bao nhiêu. Tại vì cái người ra vô ngay cái cổng chính vô tình vẫn hút những cái thuốc lá đó. Chính vì vậy mà hiểu được cái tầm quan trọng không bỏ thuốc lá của cái người Việt Nam của mình, cho nên chúng tôi không mong mỏi quý vị sẽ bỏ liền, nhưng mà chỉ yêu cầu là nếu có hút thuốc thì xin hãy cách xa cái cửa chính cũng như là những cái lối ra vào 20 feet. Cái luật này đã có từ tiểu bang California, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho những cái public building, có nghĩa là những cái nơi công cộng như là trường học hoặc là những cái building mà thuộc về của chính phủ thôi. Thì chúng tôi muốn mượn cái đạo luật này để mà áp dụng vô trong những cái trung tâm thương mại của người Việt Nam của mình. Thì hiện tại là chúng tôi đã làm việc với một số chủ nhân của những cái trung tâm thương mại, và rất là may mắn, phần lớn đã rất là ủng hộ về cái chương trình này, và họ đã đồng ý cho chúng tôi bỏ lên những cái dấu hiệu là xin hút thuốc cách xa 20 feet từ cái cửa lối ra vào, cũng như là họ sẽ khuyến khích những cái người chủ phố đó, họ khuyến khích những cái người mà mướn cái chỗ làm việc của họ là nên nhắc nhở khách hàng cũng như nhân viên hãy tôn trọng cái luật lệ đó. Xin hỏi Trang Khanh vậy, cho Trang Khanh có bao giờ hút thuốc lá chưa? Dạ thưa, dạ chưa bao giờ. Thực ra hỏi là hỏi chơi cho vui, chứ phụ nữ Việt Nam mình theo anh thấy đó là ít có hút thuốc lá lắm, đúng không? Dạ đúng đó. Rồi. Còn dạ. Bản thân anh thì hồi ở Việt Nam, lúc mà học đại học Việt Nam thì có hút 4 năm. Nhưng mà khi đi qua tị nạn bên Mỹ này đó, thì tại vì mình qua đây mặt mũi mình không đành nào mà xè tay ra để xin người ta một điếu thuốc để mà hút. Do đó anh đã bỏ được từ năm 1975 cho tới bây giờ. Vậy là xin chúc mừng anh. Cảm ơn. Rồi cũng vậy, nãy anh Khanh có nói là trong gia đình của mình khuyên họ cũng rất là khó. Dạ. Trong trường hợp của anh cũng vậy, chia sẻ với quý vị là ông và vợ của tôi cũng thế, khi ông còn sống nói là bà bỏ hút thuốc lá cho nó
con ơi, bố đã hút mấy chục năm rồi, bây giờ bố hút một năm hai năm bố chết thì có sao đâu. Dạ, đó đúng. Đấy là chia sẻ cái câu chuyện gia đình nó như vậy. Dạ, đó đúng, Khanh. Dạ, đúng. Dạ. Đó nó rất là thông thường đối với người Việt Nam của mình. Rồi như Đăng Khanh nói đó quý vị, tôi cũng xin nhắc lại đó quý vị, là trong cái số mà người dân mà bị ung thư phổi đó là đa số là từ khói thuốc lá mà ra. Và Đăng Khanh cũng đã nhắc quý vị đó là cộng đồng Á Châu mình nói chung, và nhất là cộng đồng Việt Nam mình, bệnh ung thư phổi là số tử vong đứng đầu. Hình như là kế đó là về ung thư ruột và ung thư gan. Đấy. Yeah. Ung thư gan là tại vì các đứng đắng mài râu của chúng ta lúc mà đi đánh giặc đó, thì khi mà về đó thì buồn, thấy không biết làm cái gì bây giờ thì cứ nhào vô mà nhậu. Yeah. Uống rượu từ sáng tới chiều tới tối đó. Rồi xin mời Trang Khanh tiếp công chuyện nha. Thì tại vì anh kể cái chia sẻ cái kinh nghiệm của anh, thì Trang Khanh cũng xin phép được chia sẻ một cái câu chuyện có thật. Đấy. Về hút thuốc. Trang Khanh có một người nhân viên ở trong cùng làm việc với trong tổ chức của BPSOS. Anh ta hút thuốc coi như là khoảng 40 năm, và hút một ngày là khoảng một gói là mấy chục điếu đó, hút liên tục. Mà hút đến nỗi mà anh ta không ăn cơm được. Tại vì khi mà hút làm như nó bị no, ăn rất là ít. Thì anh ta ốm như là một cái bộ xương biết đi thôi, rất là ốm. Và ai khuyên cũng không được hết, nên bỏ thuốc đi, nhất định không là không. Chết thì chết, mà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc, đủ thứ hết. Đùng một cái cách đây 2 năm, đang làm việc tự nhiên anh ta bất tỉnh té xỉu xuống đất. Thế là tụi em phải gọi 911 đến chở vào bệnh viện. Thì bác sĩ khám ra mới nói là cái phổi tiêu rồi, tại vì hút thuốc nhiều quá. Anh ta chỉ còn 6 tháng để sống nữa thôi. Vậy là lập tức qua ngày mai là bỏ thuốc liền. Mà hồi xưa trước khi mà vợ khuyên con, ai khuyên cũng không chịu bỏ hết. Nhưng mà khi Việt Nam mình hay có câu giỡn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đúng dạ, như thế. Mà tới khi mà nghe bác sĩ nói là anh chỉ còn 6 tháng để sống, là tự nhiên bỏ một cái rụp liền. Mà bỏ mà không than vang nhức đầu, không tham gan thèm thuồng hay gì hết. Thì khi mà anh ta bỏ hút liền lập tức thì anh ta bắt đầu ăn được, anh ta bắt đầu lên ký, và đến nay là đã 5 tháng rồi, đã qua được 6 tháng mà vẫn chưa có thấy chết. Cho nên em mới hỏi có phải là vì bỏ thuốc lá mà sống được đến bây giờ hay không. Thì bác sĩ nói là vì anh ta bỏ được liền và ăn kiêng cử, tập thể dục, biết giữ điều độ cái bản thân của mình, cho nên anh ta qua được cái nạn đó. Hoặc là bác sĩ hù anh ta em cũng không có biết. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện có thật thưa quý vị. Mà Trang Khanh bây giờ đến bây giờ mọi người vẫn hay chọc, thấy chưa, hồi kia nó bỏ thì không chịu bỏ, chờ khi mà bất tỉnh mà vô emergency rồi mới chịu bỏ thuốc lá. Đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Yeah. Trang Khanh. Yeah. Yeah. Và cái phần thứ hai là cái phần mà giảm bớt những cái căn bệnh mãn tính. Thì quý vị cũng biết rồi, Việt Nam của mình thông thường bị căn bệnh mãn tính rất là nhiều. Căn bệnh mãn tính bao gồm như là bị cao huyết áp, hoặc là bị cao máu, bị cao đường, bị thấp khớp, bị bệnh suyễn, bị bệnh tâm thần, và rất là nhiều bệnh khác nhau. Nó đều liên quan, không phải là những cái nào cũng vì do hút thuốc mà bị, nhưng mà phần lớn là cũng do cái khói thuốc mà ra. Và theo cái con số thống kê đó, là cứ 10 người chết thì hết 7 người là vì những cái căn bệnh mãn tính. Và cái tỷ lệ Medicare, tiền cost của chính phủ đó, để cho bảo trợ cái đó, nó rất là tốn kém. Chính vì vậy mà họ mới đưa ra cái chương trình này để làm cách nào mà giảm bớt những cái căn bệnh mãn tính ở trong cộng đồng của Việt Nam của mình. Thì chúng tôi cũng thực sự thấy hội BPSOS đã có những cái nỗ lực để mà giúp cho cộng đồng của chúng ta, và nhất là đã trải qua 35 năm, và hiện thời văn phòng BPSOS có 8 cái văn phòng ở 8 cái địa phương khác nhau. Do đó cái chương trình này rất là lớn, nó bao gồm cả toàn quốc nước Mỹ. Thì chúng tôi cũng thực sự cũng muốn làm sao để sau này chúng tôi cũng phát triển cái hội yểm trợ sức khỏe tâm thần này đến tất cả những cái vùng sâu vùng xa, ở những cái tiểu bang xa, bởi vì chúng tôi hiểu được rằng khi quý vị ở xa đó không có được những cái dịch vụ mà những cái cư dân ở tại quận Cam này được hưởng. Ở đây thực sự quý vị biết là nhiều hội đoàn,
nhiều cái thể chế, nhiều cái bệnh viện, bệnh xá để mà giúp cho người Việt Nam của chúng ta. Và lại những cái chương trình này đó quý vị, là toàn là nói tiếng Việt được hết trơn. Còn nhiều quý vị ở xa mà cần đi bác sĩ, nhiều khi cũng cần phải không biết tiếng Anh thì cũng rất là khó khăn. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để làm phát triển chương trình của Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần, cũng như đồng hành chung với Hội BPSOS. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong vài giây.